Bữa đêm ngủ hay giật mình, còn cách đây cỡ khoảng mấy ngày á, tối lại là nó hét hai lần, nó thức giấc á, rồi nó cứ chạy lui vậy đó. Mà mình cứ nghĩ là nó mơ. Trẻ em nó vô tội, nó có biết gì đâu mà đánh đến cái cỡ đó đó. Con nói thiệt, con cũng có đứa cháu 4 tuổi rồi á. Nó nhỏ thì mình răn đe nó như thế nào thôi, chứ đánh nó gì mà vậy. Nó còn nhỏ, nó quá nhỏ, nó vô tội. Thank you.